tới nhà cái kêu ê anh mắc vệ sinh quá, cho anh đi ké vệ sinh được không? Cái con lên, con dắt lên phòng, con đi vô, con đi vệ sinh, cái con ra thấy ổng nằm ngủ luôn, nằm ngủ trên giường luôn cô, mà cái phòng con có cái sofa. Ủa con ở với ai? Dạ lúc đó là con ở ngoài, con ở nhà riêng. Dạ thì giờ con cũng lên con nằm vậy đó, xong con quay ủa ông này ông xỉn thiệt đó ta, cái hồi đó con thấy quay qua hung con. Ở con cũng chịu thôi. Trận luôn. Dạ thì con cũng thích mà. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, chú Thuận. Dạ năm mới vợ chồng con có ít quà Tết muốn biếu cho cô chú. Cô chú cảm ơn. Tiếp tục. Cô chú cũng lì xì lấy hên. Cô chú gửi gắm vào đây cũng như chương trình gửi gắm vào đây để mong là các con sẽ gặp thuận lợi trong năm mới, sức khỏe lúc nào cũng dồi dào và nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời. Rồi chúc mừng năm mới hai con nghe. Dạ năm mới thì vợ chồng con cũng chúc cô Hồng Vân với chú Quân Thuận cũng như là khán giả đang xem đài một năm mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Rồi cảm ơn hai con nghe, mời hai con ngồi. Em cất bọc lá cho chị cất này. Mời hai bạn trẻ giới thiệu về mình. Dạ con tên là Trần Minh Trí, năm nay con 26 tuổi và con đang làm kinh doanh về lĩnh vực vận tải. Con ở quận mấy Trí? Dạ con ở quận 9. Quận 9. Dạ. Rồi mời con. Dạ con tên là Trần Ngọc Bảo Uyên, năm nay con 24 tuổi. Dạ con ở Gò Vấp, với lại công việc của con là content creator. Content creator. Dạ. Là trên các nền tảng mạng xã hội. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chắc có lẽ là xem nào, xem TikTok cho nên là mến mộ cô này rồi làm theo đuổi cô ấy đúng không? Cua cô ấy đúng không? Dạ không có. Dạ không có. Là thực ra là con với vợ con gặp nhau cũng tình cờ đó mấy chú, cách đây khoảng 2-3 năm trước thì là trong một buổi tiệc của một người bạn con thì là con mới gặp vợ con. Nhưng mà lúc đó gặp xong thì một đứa thì có người yêu, còn một đứa thì vẫn chưa có người yêu, nhưng mà cũng không có ai để ý ai hết chú. Cái xong cái về khoảng đi một thời gian khoảng 2 năm sau là lúc đó con có mở một cái nhà hàng, thì lúc đó là bạn con mới bút ngay vợ con tới quảng cáo cho nhà hàng của con. Dạ. Đó hả? Tức là lúc đó là con đã làm dạ. content rồi. Dạ. Nhưng mà có nhận ra liền không? Dạ con... nhận ra. Con không có nhận ra. Mà cô hỏi nè, cái lúc đó là ảnh trả hậu hĩnh không? Dạ nói chung là tại vì cũng nói là người quen thì cũng không có hậu hĩnh lắm đâu cô, cũng không có đúng giá của con lắm đâu. Không hậu hĩnh lắm. Sau này con quảng cáo xong rồi, cái bạn con mới nhắc là cái ông mà chạy chiếc mô tô bự đó. Cái ông mà mới có nhớ. Cái xe đẹp đẹp á hả? Là con mới nhớ. Rồi bây giờ cái nhà hàng của ảnh còn không? Dạ đã bay sau lúc mà dịch chú. Con review sao mà nhà hàng ta bay luôn vậy? Không phải, con nhớ con review xong mà con thấy lần nào con lên cũng đông lắm. Mà lúc dịch đúng rồi. Dịch phải gì, ông dẹp luôn đúng dạ, không? Dạ đúng dịch rồi. Là nó giật hết em ơi. Rồi con lúc con thấy cô gái TikToker này con có thấy cổ xinh không? Dạ cũng không á chú. Cũng không á chú. Là cái lúc mà con gặp lại rồi. Hiểu lắm con kìa. Dạ tại vì lúc đó thì con mới mở quán là con bận phải tiếp khách nhiều. Hầu như là tối nào con cũng phải lên tiếp khách để nhậu hết. Thì con cũng gặp bạn này thoáng mà thôi. Thì con chỉ nhớ là bạn này cười đẹp thôi chứ cũng không có gì. Cái đoạn nào, cái khúc nào mà hai đứa để ý nhau? Là gần tới đó cô, cái là bạn con thấy bạn có đăng một cái cáp buồn. Con hồi đó con hay đi lướt, con thả icon dạo. Ai dạo đó không? Cái bạn mới rep icon của con rồi hai đứa mới nói chuyện với nhau. Tại kênh gì vậy? Trái tim. Tự nhiên người ta đăng buồn mà tự nhiên cái ha ha ông nội ơi. Cái con kêu ha ha cái gì? Cái ông kêu là có gì đâu, thì anh thấy vậy mắc cười anh ha ha thôi. Là cái hai đứa con cứ kiểu nói chuyện qua lại nhưng mà với một cái tâm thế là như hai đứa con trai vậy á cô. Nói chuyện mà cọc lắm. Chứ không phải giống như là một người con trai đang nói chuyện với một người con gái. Con mới muốn hỏi là bây giờ nếu mà anh thích em thì bây giờ tụi mình tìm hiểu. Tại vì lúc đó con cũng sợ, có lúc con sợ mọi người, con sợ đàn ông lắm cô. Con cảm thấy không có tin được ai hết trơn đó. Lại con thấy ông này rất là đàng hoàng. Thì con mới hỏi là còn nếu mà anh thích em không, thích thì mình tìm hiểu. Cái ổng mới kêu là không. Không. Dạ ổng lắm vậy hả? Lúc đó là ổng đang chở con trên xe. Sao kỳ vậy? Con giải thích cho cô cái tâm sinh lý của con lúc đó như thế nào mà dạ. Với một con bé nó dễ thương đúng như rồi, vậy thiệt mà nó hỏi mình như vậy mà con trả lời một cái câu không. Dạ tại vì là lúc đó là một phần là tại vì bạn này kiểu như là có nhiều cái mà con kiểu là con không dám tiến tới cô, kiểu là sao? Cái thứ nhất là bạn con cũng biết là bạn này cũng nổi tiếng đi, cũng là trên mạng cũng có nhiều người ấy. Với cái thứ hai đó là bạn đó có hình xăm một xíu. Dạ thì cái xăm đó ở là đâu? Xăm ở đâu? Xăm mở tay thôi, nhưng mà kiểu nhà con thì hơi khó nên là lúc đó con cũng hơi sợ. Rồi khi mà con nghe cái không đó rồi cái cảm giác của con sao? Thì con kêu không vậy thôi đừng nói chuyện nữa đi, tại vì tính con cũng thẳng, con kêu vậy thôi đừng nói chuyện nhiều nữa tại vì
tự nhiên nói vậy mất thời gian của nhau, ai cũng lớn hết trơn rồi. Nhưng mà con có hỏi tại sao anh lại trả lời không? Dạ không, tại người ta đã nói không rồi. Tự ái chứ đúng không? Dạ. Con chảnh lắm. Không thì thôi. Rồi sau đó nhà ai nấy ở? Dạ đúng, rồi. Nhà con rồi, im sao? Lặng luôn. Thì tới lúc mà con im á, thì ông này vô rep story con. Rồi con hay đăng mấy cái ads ở trên Insta hay gì đó là vô hỏi, tự nhiên hỏi đô bạn nhậu được mấy lon. Rồi hỏi ba cái nhậu nhẹt rồi cứ kiếm chuyện với con nói gì đó. Mà lúc đó con bơ tầm tháng 2 tháng gì đó. Cái cú twist nào mà để cho cô ấy chịu gặp lại con? Dạ thì con kiểu như là cái lúc mà bạn ngưng không nói chuyện với con nữa, thì con kiểu là con mới cảm thấy là con có thích bạn này, thì con cũng nói chuyện lại với bạn, thì cũng nhiều vào Facebook đồ cho ăn. Nhưng mà em có chịu gặp mặt không? Dạ, mua đồ luôn à? Thì con vẫn lấy đồ ăn bình thường. Bao nhiêu lâu thì tụi con chính thức quay lại với nhau? Nói chung là cứ gửi đồ ăn qua cho con vậy, hoặc là đi làm cứ qua nhà con rồi đưa đồ ăn. Ông rủ con đi nhậu, cái đi ra nhậu cái xỉn chở con về tới nhà, cái kêu ê anh mắc vệ sinh quá, cho anh đi ké vệ sinh được không? Cái con lên, con dắt lên phòng, con đi vô con đi vệ sinh, cái con ra thấy ổng nằm ngủ luôn, nằm ngủ trên giường luôn cô. Mà cái phòng con có cái sofa. Ủa con ở với ai? Dạ lúc đó là con ở ngoài, con ở nhà riêng. Dạ thì giờ con cũng lên con nằm vậy đó, xong con quay ủa ông này ông xỉn thiệt đó ta. Cái hồi đó con thấy quay qua hung con. Ở con cũng chịu trận luôn. Dạ thì con cũng thích mà. Rồi sáng hôm đó làm sao? Dạ qua ngày hôm sau cái kiểu như là con cũng bị rối, tại vì trước giờ con chưa có biết kiểu tỏ tình như thế nào á. Nên sẽ là cái con chưa dám nói luôn. Cái xong cái con đang suy nghĩ thì bạn mới nhắn cho con. Tại sao hôm qua anh hôn em vậy rồi anh lại im lặng? Nhưng mà thực sự là không phải là con im lặng mà là con chưa biết nói như thế nào. Dạ. Rồi như vậy tụi con yêu nhau trong bao lâu thì mới làm đám cưới? Dạ con tháng mấy? Tháng 9 năm ngoái thôi. Tháng 9 năm ngoái. Nhưng mà yêu nhau được mấy bao lâu? Dạ tụi con quen nhau được một năm là tụi con quyết định cưới luôn á. Trong quá trình một năm yêu nhau thì có giận hờn chia tay chia chân gì không? Dạ cũng có. Lý do chia tay? Có một lần, cái đợt đó là con đang bị Covid. Bị Covid nên con ở nhà không có gặp nhau được đó, cô chú. Thì con cũng gán đợi tới ngày thứ 6 rồi, là còn một ngày nữa là được gặp người yêu mình rồi chú. Đó con đang rất là vui luôn. Nôn nao. Vô tình con lướt Facebook, cái con thấy một tấm hình, tự nhiên cái mũi bạn này nó dài. Lộ quá. Mà tại vì trước đó là bạn có nói con xin con đi kiểu là đi tiêm mũi chỉ gì đó. Nhưng mà là con không có đồng ý, thì hai bên đã thống nhất với nhau là không có làm cái đó rồi. Và bạn canh con bị cách ly, các bạn đi bạn tiêm luôn. Giống như có cơ hội. Kiểu lúc đó con bị sốc, kiểu con thấy tấm hình cái con bị sốc. Rồi xong cái kiểu lúc đó thì con cũng chia tay. Con đòi chia tay? Dạ. Nhắn tin chia tay hả? Dạ. Tại chuyện gì? Tại con bị tại con nhìn cái mặt nó không có vô. Nó không chia có vô. Chia tay gì? Vậy chia tay trong bao lâu? Dạ chắc chia tay được ngày. Ngày. Dạ tại vì lúc nào làm quê? Qua ngày hôm sau là con hết cách ly rồi. Thì cái bạn mới kêu con qua để nói chuyện. Chồng con chia tay con nhưng mà con không có cam tâm, tự nhiên. Nói cho rõ ràng cho dạ, tự nhiên con làm cái đó thì con đẹp hơn thôi. Với lại một phần nó cũng không có phải là quá. Với lại cô biết cái mũi chỉ á, nó đâu có giữ hoài đâu. Nó tầm nửa năm là hết trơn rồi. Mà tự nhiên cái chia tay vậy là sao con không cam tâm con kêu qua. Con muốn kêu qua để coi là thật sự ở ngoài nó không có phải cao vuốt lên như vậy. Mà qua thấy vợ thì sao? Thấy nhan sắc vợ thì sao? Nó vẫn cao thiệt, con không chấp nhận được. Nói chuyện thì cũng khóc lóc, cái lấy cái con xìu cũng nên thôi luôn. Thôi quê luôn. Dạ bây giờ chú hỏi nè, có lãng mạn không? Có tỏ tình, có làm một điều bất ngờ trong cái ngày mà cầu hôn không? Dạ chồng con thì không có gì lãng mạn hết. Nhưng mà tại vì con nói với chồng con á là thôi bây giờ em thích anh làm cái gì thì anh làm cái đó nha. Là ví dụ con muốn là sinh nhật con anh làm gì vậy nè, là anh sẽ làm theo. Thì dạ, thôi con thấy vậy thôi cũng được. Thì cái hôm mà hỏi cưới con thì sao? Có lãng mạn dạ, không? Dạ cái lúc đó là Tết cô, hai đứa gọi điện. Cái tự nhiên cũng tâm sự rồi nói chuyện tới 1-2 giờ sáng á, cái kiểu thôi anh thấy anh với em vậy cũng được rồi đó, thôi mình cưới đi. Nói qua điện thoại hả? Dạ. Tới điện giờ thoại đó hả? Dạ. Lãng mạn quá ha. Kiểu là cái chuyện cưới hỏi của tôi ông bạn nó lẹ lắm cô. Kiểu là hỏi hai đứa hỏi ý nhau, cái xong hai đứa ok. Ok, ra cưới luôn. Qua bữa sau con kêu ba mẹ con qua để bỏ rượu luôn. Mà cái lúc bỏ rượu rồi xong hết rồi cô, cái tới gần ngày đám hỏi rồi, cái tự nhiên cái chị mới hỏi con là ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả anh? Cái con đủ ủa gì vậy em? Sao vậy? Giờ ông vô tư đi à? Con nghĩ là nhà của chồng con là làm nhanh làm liền vậy luôn. Còn còn bên gia đình con thì sao? Dạ thì ba mẹ con gặp thì khoái lắm. Tại vì kêu mặt chồng con phúc hậu. Rồi kêu là nhìn tao nhìn á, tao thấy là nó thương mẹ, nó thương mày lắm. Nó thương mà mày lắm đó. Tướng này tướng giàu nữa con ơi, nó giàu lắm. Cái lỗ mũi của nó kìa. Con gặp đúng cái tùng cái bách rồi đó. Rồi. Con mãn nguyện rồi. Rồi bây giờ nè tới cái phần không, kia thì chị ơi. Đám cưới xong vui không? Dạ vui.
Vậy là vẫn còn giếm được cái tật xấu của mình không hay là cũng lòi đã... hết hơi... lòi hết lòi hết luôn. Bây giờ đứa nào kể? Chồng của con là con nhìn rất là điềm đạm với lại hiền đúng không, nhưng mà lúc mà cưới về xong rồi con mới phát hiện lòi ra cái thói sân si. Sân si hả? Dạ, tự nhiên cái tụi con đang chạy xe ngoài đường vậy nè, cái tự nhiên có một cái bạn kia thì mang một cái ba lô thì bạn có in hình người yêu của bạn lên cái ba lô đó. Cái tự nhiên chồng con quay qua kêu em kiểu thương nhau quá trời em ha, ý là nói là thương quá ha, để hình lên mà bài cái đặt kiểu lấy hình đúng dạ, nó dễ rồi, cái mặt sân si ngoài cái dễ đó, cái mặt rất là sân si dạ. Đó à, tiếp tục con thấy chồng con có lượm thượm không? Dạ có, chắc là quen con xong mà con mua đồ cho mặc là rồi con chỉ là mới làm, còn chồng là không có biết ăn mặc rồi mập gì đó mà cũng hay bận mấy cái đồ body rồi lòi mấy bụng. Dạ đúng rồi đó, cho nên là lúc mà cưới xong mà con bắt là phải gọn gàng tươm tất lên. Con á bây giờ vẫn là một hot tiktoker, con người nổi tiếng trên mạng đúng không, vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều fan hâm mộ, trong đó là fan nam chắc chắn là nhiều hơn. Ông có ghen không? Dạ hình như là không, tại mấy fan nam mấy con không có thấy cơ mình à. Thì thường cái nào con thấy cơ mình là con trả lời thay vợ con hết rồi. Vậy là không có ghen đó. Không có ghen đó chị. Không có ghen đó. Không có ghen rồi. Trả lời giùm thôi chứ không có ghen. Mà thường trả lời con trả lời sao? Chắc cọc lóc lắm đúng không? Hoặc là xóa luôn á. Sân si, trả lời một cách sân si à. Cô chú. Con mà thấy chồng con bắt đầu lại ôm ôm rồi, bắt đầu hung 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 con là con biết rồi. Là con biết là chắc ổng dòm thấy một cái gì đó rồi cho nên ổng lại ổng sát tỏ. Dạ đúng rồi, biết là qua đã có dấu chủ rồi nha mấy người. Đó. Rồi giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ, con chỉ mong là sau này con có em bé hay là cái gì đó thì ông xã cứ như bây giờ là được. Tại vì con thấy là bây giờ là chồng con đã làm tất cả mọi thứ theo ý con thấy cái sự thay đổi luôn chứ không phải là rồi rồi thôi. Là con muốn cái gì là rất là chiều. Thôi có con thì cứ giữ vậy thôi là thấy được rồi. Viên mãn hạnh phúc. Dạ đúng rồi. Bây giờ là con đủ rồi ha. Dạ. Lắng nghe vợ và thay đổi đúng không? Và thay đổi tốt. Dạ. Bây giờ tới con đó. Dạ còn về vợ con thì từ lúc cưới giờ thì nhiều lắm chú. Có nhiều cái bệnh mà ngộ lắm, mà trước giờ con không có thấy, kiểu như là vợ con bị một cái là hay quên, nhưng mà là như là mình nhớ đúng vậy đó. Là con ví dụ một chuyện đơn giản đó là ví dụ vợ con kêu con lấy cái này đi, mà con vừa lấy cái này con để ở đây xong cái bà đi đâu một vòng, con quay lại ủa sao anh lại lấy cái đó để ở đây, cái con kêu em mới kêu anh làm như vậy luôn, không có em đâu kêu anh làm vậy, nào giờ em đâu kêu vậy bây giờ đó, là kiểu vậy luôn không? Hay quên mà luôn tỏ ra mình là nhớ đúng. Dạ. Này hơi bị khó đó con, nó thuộc lại là nó trong gọi là bệnh lý rồi. Cái bệnh lý rồi. Cái nhiều cái mà nhiều khi con muốn đặt camera trong nhà luôn không? Kiểu như là để cái đó nữa mình quay lại, tại không quay lại nói cũng được. Con nên đặt camera ở phòng bếp là một nè, phòng khách là hai nè, đó là sẽ lòi ra cái mà cái gì người cần quên phải nhớ, người cần nhớ phải quên. Mà con phải ghi âm nữa nghe, có nghĩa là phải có cái micro nữa. Rồi sao nữa nè, sao nữa nè? Chỉ có một cái là tính vợ con là hay bị cọc. Mà cọc nhiều cái kiểu là kỳ theo cảm tính đúng không? Mà mỗi lần cọc lên á thì vợ sẽ kiểu là ăn nói nó hơi bị cọc lóc xíu. Giống như một sự việc như vậy là bữa sáng đó con dậy sớm đi, cái con mới đi ăn sáng. Ăn sáng con mới mua đồ ăn sáng cho vợ con, là con biết bà thích ăn bánh canh. Thì con chỉ biết mua bánh canh thôi, tại bà này mua sai ý bà là bà sẽ nói mình là con biết vậy, con trừ hao con mua bánh canh luôn. Cái xong cái con về, cái con phơi đồ luôn. Cái xong con mới lát nữa bà dậy, cái con mới bảo em xuống đi ăn bánh canh đi, anh mua bánh canh cho em kìa. Cái bà kêu là, ủa mà em mới ăn bánh canh rồi, giờ anh mua bánh canh gì nữa. Con kỳ quá vậy trời, có vậy cũng biết nữa. Mà trong khi đó là sáng là mình đã dậy sớm, mình để cho bà ngủ rồi, mình làm hết tất cả mọi thứ luôn. Đó, cái xong cái vậy là cọc lên như vậy đó. Mà con không nhớ hôm qua nó mới ăn bánh canh hả? Dạ không. Tại vì là hôm qua là mẹ chồng mua cho con ăn. Dạ đúng rồi, con nhớ. Vậy làm sao không nhớ là đúng rồi. Con được. Mà hai chồng là đang ở chung với ba mẹ chồng. Dạ. Dạ. Rồi con có sợ làm dâu không? Dạ đó là cái là con sợ á. Tại vì thật sự là ở nhà con ba mẹ cũng cưng chiều con á, là lúc mà con ra ở riêng á thì con chỉ biết làm những việc cơ bản thôi, con không có khéo, con cũng không giỏi gì hết. Thì con sợ với lại là bên đây là ở với ba mẹ chồng, ở với ông bà nội luôn. Dạ là nhiều thế hệ ở trong một cái căn nhà. Nhưng mà lúc mà con qua thì con thấy là mọi người dễ cho nên là con mới đỡ áp lực, chứ lúc đầu về là con sợ lắm, con còn cắm nồi cơm bị sóng cơm nữa. Vậy có nghĩa là quên bấm ha, cắm dạ, rồi mà có thể là đó. Cái nồi cơm đó nó nhiều chức năng á, bấm lộn nút á. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi cái gì? Con thì con chỉ mong vợ con là lúc nóng giận thì vợ con nên kiểu như là kiềm chế cái lời nói mình lại. Kiềm chế lại. Đừng có nói những cái gì kiểu là nặng đề quá thì làm nhau bị buồn thôi. Bị tổn thương đúng không? Thực ra cô thấy gì nè,
Bây giờ hiện giờ tụi con đang sống trong một gia đình ba thế hệ, phải khéo lắm á. Mình không có sống theo kiểu mà bản năng của mình được đâu. Dạ. Tạm thời á, những cái gì mà hai vợ chồng mà đó, như là con có nóng nảy hay là này kia nọ đó, thì ở trong phòng, hai vợ chồng riêng ở trong phòng thôi. Và có giận nhau mấy đi chăng nữa cũng phải là điều chỉnh volume vừa đủ nghe cho hai vợ chồng thôi. Tại vì sao biết không? Thường á, tâm lý của những ông bố bà mẹ, nếu hai đứa tụi con mà hạnh phúc đó là ông bố mẹ vui lắm, vui và hạnh phúc lắm luôn. Rồi cái hạnh phúc của bố mẹ sẽ lan tỏa đến ông bà nội luôn, đúng không? Nhưng mà tụi con mà gây lộn nhau nhiều là bố mẹ buồn á, thành ra là phải khéo cái chuyện đó, nghe không? Dạ. Yeah. Yeah. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Ôi trời ơi. Wow. Trời ơi, thích quá. Vậy là mình cũng phải có một phải có quà đại quả liền. Dạ, 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 có đúng luôn. Rồi. Rồi đây. Đây. À. Xin lì xì cho hai bạn. Chúc hai bạn là trăm năm hạnh phúc nha. Rồi. Lúc nào cũng nở nụ cười thiệt tươi nha. Chúc các bạn đã chọn nhau rồi, có nghĩa là chọn hạnh phúc thì sẽ yêu thương, có nghĩa là chọn yêu thương, chọn hạnh phúc suốt cuộc đời. Dạ. Yeah. Và chúc cho hai vợ chồng ha luôn luôn thành công trong những cái dự định cũng như là những dự án mà chúng ta còn sót lại trong năm vừa rồi. Năm nay các bạn sẽ thành công mỹ mãn. Rồi giờ đây, mời hai em ngồi. Xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Con xin gửi tới hai MC, cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, cùng như ekip sản xuất và các quý vị khán giả một lời chúc xuân năm mới Quý Mão thật là nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý. Con tên là Trần Hữu Đức, năm nay con 33 tuổi. Hiện tại thì con đang làm trong lĩnh vực setup phòng gym. Con sinh ra và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trời ơi, sao con trẻ so với tuổi rất là nhiều luôn. Dạ, đó. Con cảm ơn. Rồi mời các. Con tên là Nguyễn Thu Hương ạ. Năm nay con 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con đang là kinh doanh online ạ. Hai vợ chồng nhà này á, sao mà đứa nào cũng trẻ hơn so với tuổi hết. Bây giờ quay ngược thời gian lại, lần đầu tiên mà gặp nhau, để ý nhau và ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên gặp chồng con ở sân bay ạ. Lần đó là con ra Hà Nội có việc, anh ấy hẹn đón con ở sân bay. Lần đầu tiên gặp thì thấy là anh ấy rất là hiền, ít nói nữa. Xí, cô chưa hiểu nè. Là sao, là lúc đó là tụi con đã quen nhau rồi, con hẹn anh ra đón con à hay sao? Dạ, tụi con chỉ nói chuyện với nhau qua Facebook thôi ạ. Đó, thì có nghĩa là phải gọi chính xác là quen nhau trên qua Facebook. Con hồi đó là tại sao mà con lại kết bạn với cô gái này? Thực ra là cái giai đoạn đấy thì là con đang độc thân. Con lên Facebook thì mình thấy bạn nào xinh xắn thì mình add. Ngoài cô này ra thì mấy chục cô gái xinh đẹp là trò chuyện với con lúc đó. Thực ra người add rất là nhiều, nhưng mà để mà trò chuyện thì chắc là vài cô thôi. Trong đó có vợ mình. Vâng, đúng chắc rồi. Vợ mình là xinh nhất đúng không? Đến bây giờ vợ con đã xinh nhất. Cái cảm giác đầu tiên của con khi gặp vợ con ngoài đời như thế nào? Cái ấn tượng của con khi mà gặp vợ con ấy, hoặc là khi mà xem trên Facebook, xem hình ảnh thì con thấy là vợ con rất là tươi, nhất là cái nụ cười. Vâng. Lúc gặp thì sao? Lúc gặp thì sao? Choáng không? Lúc gặp thì thực sự là hơn là trên Facebook. Tức là rất là tươi và lạnh lùng. Mình cảm tưởng là khi mà gặp người này mình bị bắt vía luôn. Tức là cảm tưởng là giống như kiểu bị thôi miên. Đúng rồi. Lúc mà con gặp chồng con, đồng ý chồng con đi đón con như vậy là con đã có ý định là đây sẽ là cái người yêu của mình chưa? Dạ chưa. Nghĩ là mình ra Hà Nội mình cũng có ít bạn ấy ạ. Anh ấy cũng nói chuyện là khi nào ra Hà Nội thì gặp anh ấy, rồi anh ấy đưa đi chơi rồi đi đây đó ở Hà Nội. Sau đó thì sao, con cua bạn này bằng cách nào? Con cũng không có kinh nghiệm nhiều trong chuyện tình trường đâu. Mình không biết là phải nói chuyện như thế nào, bắt đầu từ đâu. Thế là hôm đấy con mới ngồi con tâm sự, con kể chuyện về người yêu cũ của con. Cho đến bây giờ con thấy như thế là sai lầm. Thực ra thì là con cũng hỏi, nhưng không ngờ là anh ấy lại kể nhiều như vậy ạ. Thế là nguyên tối hôm đấy là anh ấy chỉ kể về cô người yêu cũ thôi ạ. Rồi con khó chịu không? Con không ạ, bởi vì con không có tình cảm gì với anh ấy. À, thế bình thường ạ. Chưa hề có. Dạ. Thế bao lâu thì con có tình cảm với chồng con? Chắc là phải sang ngày hôm sau. Ôi giời, lâu thế. Trời ơi. Trời ơi, chán ngán luôn á. Ngày hôm sau á, khách sạn phòng con họ nói là cái phòng con đang ở là có người đặt trước rồi. Họ chuyển cho con lên cái phòng to hơn. Cái phòng đó là có hai căn, tức là hai gian ấy. Thì nó rất là rộng, mà con thì chưa bao giờ ở căn rộng như thế nên con cũng thấy sợ. Con có nhắn tin cho anh ấy là em ở như này thì em cảm thấy sợ. Hôm đấy là World Cup nhờ, chồng nhờ. Đúng rồi. Thì anh ấy bảo là thế thì để anh sang xem bóng đá ở đấy. Tối hôm đấy hai vợ chồng cũng đi ăn. Sau đó là anh ấy về khách sạn chỗ con ấy ạ. Cả đêm hôm đấy anh ấy nằm ở ngoài phòng khách thôi. Nhưng mà gần sáng con thấy là anh ấy cứ ho. Thì con mới bảo anh ấy là vào trong phòng nằm. Thực ra vào trong phòng nằm thì cũng có hai giường. Nhưng mà sau đấy thì chuyện gì đến thì cũng phải đến ạ. Là hết ngày thứ hai, rạng sáng ngày thứ ba là chuyện gì đến cũng đến luôn. Dạ. Quá là lâu lắc. Chưa được 2 ngày rưỡi luôn. Đó. Đúng không? Ờ, nhưng mà như vậy là con đã có cảm tình với ảnh rồi. Dạ.
cũng có cảm tình vì anh ấy rất là hiền ạ. Sau hôm đó thì hai đứa chính thức là yêu nhau đúng không? Dạ. Con có tranh thủ nói với mẹ và dắt người yêu về gặp mẹ không? Có, mình cũng chưa biết là bạn ấy vợ con ra ngoài này bao nhiêu ngày. Nên mình cũng phải tranh thủ. Trước khi mà ra đón ở sân bay ấy, thì con cũng đã nói với mẹ con là con có người yêu rồi. Bên đấy chưa đồng ý. Nhưng mà mình xác định luôn. Mình xác định luôn là cô này phải là người yêu mà nếu mà tốt thì là thành vợ chồng sau này. Mẹ gặp bạn này mẹ thấy thì sao? Nếu mà cô là mẹ con là cô gặp bạn này cô cất liền luôn. Cất liền luôn á. Cô ơi, thực ra hoàn cảnh của con đã có một đứa con riêng ạ. Anh ấy cũng có về nói chuyện. Anh ấy nói là con cưới vợ nhé. Thì mẹ anh ấy nghĩ là anh ấy đùa. Nhưng sau đó thì anh ấy nói nghiêm túc lại và nói với mẹ anh ấy về hoàn cảnh của con. Thì mẹ anh ấy nói là cứ dắt về đây. Thì lần đầu tiên con về thì mẹ chồng con cũng không vui vẻ đâu ạ. Tức là bà có rất nhiều băn khoăn. Bà hỏi là thế con liên lạc với chồng cũ không? Có con riêng như thế thì sợ là chồng cũ lại tìm đến. Khi mà mẹ chồng con hỏi những câu như thế thì chạm đến cái tự ái của con thì con cũng rất là buồn và con chỉ muốn trực khóc thôi ạ. Thế nhưng mà mình cố kìm nén lại thì chồng con lúc đó cũng biết là con cũng sắp khóc ấy. Vội vàng là nhanh chóng để đưa vợ về thì khi mà con đi ra ngoài quá khóc luôn ạ. Con không nghĩ là mẹ chồng con lại hỏi nhiều như thế và con rất là buồn. Khi mà con đưa vợ con về rồi, con quay lại gặp mẹ đó thì là mẹ... Hôm đấy thì con không về nhà. Thực ra là con cũng không suy nghĩ quá nhiều. Khi mà con đã nói về hoàn cảnh của vợ con trước khi mà con được vợ con về nhà thì con nói với mẹ như thế thì mình cũng đã nghĩ là dù là thế nào thì mình cũng sẽ ở bên vợ mình, ở bên người yêu mình lúc đó. Hôm đấy thì con thấy là cô ấy thực sự là cần mình lúc đấy. Con cũng hiểu cho mẹ con là mẹ con cũng lo chứ, có một cậu con trai mà bây giờ rất là nhanh chóng như thế. Hôm đấy thì đưa về thì vợ con cũng giống như kiểu cảm xúc được đẩy lên quá thì cũng muốn đuổi con về. Nhưng mà con cố níu kéo cũng mất mấy tiếng đồng hồ đấy. Khi mà vợ con đã nguôi ngoai rồi thì bắt đầu là cả đêm hôm đấy ngồi nói chuyện và tâm sự nhiều hơn. Bản thân con là con muốn bỏ cuộc luôn đó, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì con nghĩ là nếu mà mới khởi đầu mà đã gặp khó khăn như vậy, gia đình anh ấy đã không thích mình rồi, không thể tiến xa hơn được nữa. Con vượt qua cái rào cản của mẹ bằng cách nào? Con có một chị gái nữa. Chị cũng gặp và cho lời khuyên, nhưng mà khuyên theo hướng là không phải là đưa ra bắt mình lựa chọn như nào cả đâu, mà chỉ khuyên và cho mình tự lựa chọn. Và con chấp nhận là dù mình lựa chọn như này và dù sau thế nào thì mình cũng sẽ vẫn như thế, cũng hạnh phúc với sự lựa chọn đó, đúng không? Sau đó thì con thuyết phục được mẹ. Vâng, thuyết phục được ba mẹ con và chị gái con, mọi người đều ủng hộ rất là vui vẻ. Về phía gia đình con thì sao? Gia đình con thì bố con rất là ủng hộ ạ. Vì bố con đã gặp anh ấy một lần rồi, gặp ở ngoài Hà Nội ạ. Khi mà anh ấy đưa con ra sân bay, sau đó anh ấy về thì trên đường về thì để trả xe thì có gặp bố con ạ. Bố con rất là ưng, bố con bảo thằng này được đấy. Mẹ con thì nhìn thì mẹ con bảo là cẩn thận đấy, tao nhìn có vẻ sợ. Lúc đó có nhuộm tóc vàng gì không? Có, và cái phong cách của con là nó thể thao và hơi bụi phủi. Cái tình hình giữa mẹ của bạn ấy với con thì có cải thiện hơn không? Chị chồng con là người đứng ở giữa, đả thông tư tưởng cho hai bên. Con không biết là chị chồng con nói với mẹ chồng con như thế nào, nhưng chị đã hẹn gặp riêng hai vợ chồng và phân tích với Đức là khi mà lấy con thì con có con riêng thì sẽ gặp trở ngại như thế nào. Cũng phân tích cho con là anh Đức anh ấy có những tật xấu gì để cho hai vợ chồng có thể lường trước được. Chị ấy cũng nói là thực ra mẹ chỉ là lo lắng như vậy thôi chứ không có ý xấu gì cả. Sau hôm đó thì vợ chồng con cũng hoàn toàn thoải mái. Lần thứ hai đến nhà anh ấy là lần bàn chuyện đám cưới đấy. Cái thời điểm đó là con có gặp được con của vợ không? Em bé lúc đó là bé trai bé gái mà được bé mấy trai tuổi? Ạ, khoảng 4 tuổi ạ. Thời gian đầu gặp thì tức là cậu bé này cũng khá là đặc biệt. Cậu ấy rất là tự lập, có những cái suy nghĩ rất là người lớn. Thế nên là khi mà thấy có một cái chú lạ đến và tặng quà chẳng hạn thì cậu bé không nhận, giống như kiểu tạo cho mình một cái rào cản ấy. Mình hơi chạnh lòng một chút. Bao lâu thì là hai chú cháu cải thiện được thân thú? Đó con vào Sài Gòn cũng 1-2 tuần gì đó. Có một hôm ấy, buổi trưa con nằm ngủ ấy, con bị nắng quá, con ngủ mà không biết. Khi con mở mắt ra con thấy là cậu bé đang đứng kéo rèm, nhưng mà tức cái rèm nó bị bay, thế là đứng chắn luôn ở cái rèm đấy để cho đỡ bị nắng. Cảm động lắm ạ. Chú nghe thấy cái điều đó chú cũng cảm thấy nó bé xíu à. Mới 4 tuổi ha. Một tay cầm bình sữa hút, một tay là đứng dựa và để không cho cái rèm nó bay. Rồi bây giờ cái mối quan hệ của hai cha con như thế nào? Bây giờ thì là con trai là yêu ba nhiều hơn mẹ. Anh với ba hơn đúng không? Đúng rồi, ba chơi với con rất là nhiều đúng không? Lần đầu tiên á mà nó gọi con bằng bố là lúc nào? Cảm giác thích lắm ạ, cũng khó tả.
cậu nhóc 4 tuổi ấy. Lúc đấy là bé chưa phân biệt được ba với bố, tức là nghĩ là hai cái đấy là hai phạm trù khác nhau. Hồi đầu thì ví dụ như con tặng quà thì bảo là bố con mua cho con rồi, tại vì con cưới vợ xong là con sinh sống ở trong Sài Gòn, trong này là gọi là ba. Đấy thì cậu bé đấy gọi con là ba một cách hết sức là tự nhiên và bình thường, tại vì nghĩ là ba không phải là bố. Tức là bây giờ là cháu gọi con bằng ba chứ không gọi bằng bố. Đúng rồi. Bây giờ thì cả hai em cũng gọi là ba luôn. À, bây giờ tức là tụi con mấy đứa rồi? Ba đứa rồi ạ. Ba đứa. Một thằng cu đó với hai đứa nhỏ rồi. Em gái nữa. Hai em gái. Wow. Wow. Vậy luôn á hả? Vâng. Ủa bây giờ là hai vợ chồng đang sống ở đâu? Hiện tại đang sống ở Hà Nội. Nhưng mà trước đây là sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, đúng rồi. Từ lúc cưới cho đến cái thời điểm mà trước khi có dịch Covid, hai vợ chồng và gia đình là sống ở Sài Gòn. Lúc đó là có được mấy bé rồi? Lúc đấy là có thêm một bé gái nữa. Thế thì bây giờ cái tình cảm giữa con với bố mẹ chồng thì như thế nào? Rất tốt luôn ạ. Ông bà là chăm luôn cả ba cháu, coi con dâu như là con gái luôn ạ. Ông bà có món gì ngon là mang sang cho con. Tức là trong tin nhắn Zalo là suốt ngày là Hương ơi, mẹ mới làm món này, con có ăn không? Ông bà đối với con của con á, dạ, như thế nào? Ông bà cũng rất là tốt và yêu thương cháu ạ. Có một lần như này, thằng cu nó có cái ba lô bị rách ạ. Bố mẹ chồng con nói là phải mua cho nó một cái mới đi, nhưng con nghĩ là nó mới chỉ hơi rách thôi. Thế là hôm sau ông bà đã mua một cái mới cho nó ngay lập tức. Nói chứ rồi hai đứa lấy nhau thì trong cuộc sống đầu tiên lúc mà về ở với nhau mọi thứ nó thuận lợi không? Thực ra sau khi cưới nhau thì hai vợ chồng sống rất hạnh phúc ạ. Con nghĩ là như những đôi khác là phải có thời gian tìm hiểu vài năm, nhưng mà vợ chồng con thì lấy về mới tìm hiểu. Bây giờ biết là hạnh phúc rồi. Nhưng mà sẽ lòi ra một số cái mà mình bị bất ngờ. Mới đầu là ảnh rất là hiền, thì sau khi lấy nhau về ảnh vẫn còn hiền vậy không? Vẫn hiền ạ, luôn hiền và yêu thương vợ. Bây giờ chú không tin là người đàn ông này không có một cái tật gì. Thực ra có tật xấu nhưng mà nó nhỏ lắm ạ. Chậm chạp, làm cái việc gì cũng chậm chạp. Chuẩn bị là ra khỏi nhà thì con làm được 10 việc thì anh ấy chỉ làm xong được 1-2 việc thôi ạ. Cái đó là bị ngược đó nghe. Con làm gì mà chậm quá vậy? Từ bé là hay là trong quá trình mà con tiếp xúc với nhiều người ấy, thì họ nói con là điềm đạm. Thế là con cứ sau đấy thì vợ con nói con chậm chạp thì con mới bắt đầu là có một cái suy nghĩ về cái điềm đạm của mình, đúng không? Một cái điềm đạm với cả chậm chạp nó giống nhau hay không? Tiếp nữa. Không biết nấu ăn ạ. Một việc cơ bản như là cắm cơm mạnh không biết nấu đâu ạ. Cắm cơm nấu cơm điện cũng không biết làm. Dạ đúng rồi ạ. Sao con không dạy? Cái đó nó dễ lắm mà. Dạy thì anh ấy cứ nói là anh không biết làm, thôi vợ làm đi, anh không biết làm đâu. Chắc nhiều khi sợ làm nó hư đúng không? Đấy, cái suy nghĩ của con là như vậy. Chỉ có thế thôi ạ. Hồi nãy có nói là cái gì đó, ảnh tự nhận ảnh là sai lầm khi kể cho con nghe cái ngày đầu tiên mà gặp nhau mà nói về người yêu cũ á. Dạ. Sai lầm đó là cái gì? Thì là anh ấy kể nhiều quá nên là thỉnh thoảng con hay lôi ra để con nhắc lại. Như vậy là tật xấu là cô này. Đúng ạ, đúng ạ. Đúng không? Nếu vậy thì con chín luôn đi con. Vợ con là nhớ rất dai những chuyện cũ như thế. Có dịp là lại lôi ra để nói để... Chết rồi. Làm cho tâm lý của chồng bất ổn. Cái chuyện mà người yêu cũ đó mà lại nhớ từng ly từng tí, những cái tiểu tiết mà hôm ấy anh ấy lỡ đà anh kể nhiều quá. Đúng rồi. Đây không có chuyện để kể á. Ngồi uống nước với nhau mà mấy tiếng đồng hồ thế mà kể không còn một cái gì. Bây giờ là nhớ không quên một chi tiết đâu. Đúng rồi, ghi bộ nhớ hết. Yêu nhau rồi thì bắt đầu vào Facebook của con những ai tên như thế xóa hết. Không, phải xóa chứ, tại vì mình đâu có biết cái người đó là ai đúng không con? Việc có việc tận gốc. Chứ sao? Đi chơi những địa điểm nào thì hạn chế là không đi qua đấy, không đưa vợ đến. Không đến những cái điểm mà mình đã từng đi qua với cô ấy đúng không? Rồi. Hồi đấy là con rất thích mô tô, mình rất là yêu quý nó. Thì khi mà bắt đầu yêu nhau là ngay lập tức vợ con đăng bài bán luôn, vì là người yêu cũ đã ngồi trên yên rồi. Đúng rồi, cái hình ảnh nó gợi nhớ khó chịu lắm. Tôi không muốn ngồi lên cái yên của người yêu cũ. Chính xác. Có một cái nữa là cũng rất là lớn đấy. Là tính cách vợ con hơi cảm xúc, nhiều khi thay đổi như thời tiết. Đang bực một cái gì đấy thì ai đang đứng xung quanh gần là có thể là giống như giận cá chém thớt. Có khi nào mà giận con mà la mấy đứa nhỏ không? Thường xuyên. Cái đấy là tật xấu. Ví dụ như là vợ con đang không vui, con không biết con đi làm về là chào vợ rồi con ra con hôn vợ con chẳng hạn là con dính. Con bị dính té tát. Những lúc mà tức cơn của vợ con á thì nó như thế nào? Khủng khiếp. Cái cảm giác đấy là làm cho con thấy là cái lần đầu gặp ở sân bay là đúng, tức là con bị áp vía luôn. Nhiều khi con bảo là nhá, mấy đứa mẹ đang bực đấy, đang không vui đấy, giữ khoảng cách nhá, tốt nhất là vào phòng đi học bài đi, ba đi mua đồ đấy, có đi cùng không? Khi nào mà thấy có tín hiệu vui là bắt đầu lại quây quần lại vào vui vẻ. Tức là bây giờ cái giác quan thứ 6 của con là bắt đầu phát triển hoạt động cực mạnh, đúng không? Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì đây? Tiết chế lại cảm xúc một chút. Với con thì không quan trọng đâu, với các con ấy. Rồi còn bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì?
Con mong muốn là anh ấy biết nấu ăn ạ. Anh ấy sẽ học nấu ăn ạ. Chia sẻ với con đúng không? Đúng rồi ạ. Đợt này là con cũng đang cố gắng ấy. Con tập gym, con có chế độ riêng. Trước thì vợ con phải nấu cho con. Bây giờ con tự nấu cho con được rồi. Thôi được rồi. Thực ra đầu năm mới này thì cô cũng không có cần phải là khuyên tụi con nhiều. Bởi vì cô hiểu được là vợ con, cô không biết cái cơn giận cỡ nào. Nhưng mà nhìn con á, là cái người phụ nữ mà con đủ thông minh, đủ bản lĩnh để con có thể quán xuyến được cái gia đình nhỏ của mình. Cô chỉ chúc tụi con á, là hạnh phúc và hạnh phúc. Chúc mừng con á. Chúc mừng con đã tìm được một người chồng tuyệt vời, một người cha cho đứa con của mình cũng rất là hoàn hảo. Chú cũng có một món quà đặc biệt là gửi tặng cho con. Đó chính là một lá thơ của ba chồng con viết cho con. Gửi đến dâu của ba đó hả? Đúng rồi. Xin phép chú được đọc bằng cái giọng của miền Tây nha. Con Thu Hương thương yêu, con đã làm con của bố mẹ được 4 năm. Quãng thời gian ấy đủ để con cảm nhận được tình thương yêu mà các thành viên trong gia đình ta đã dành cho nhau. Bố mẹ thương các con, quý các cháu thế nào thì con cũng đã biết. Bố mẹ không phân biệt trai, gái, dâu, rể, mà coi dâu hiền là gái, rể hiền là trai. Như quan niệm của ông bà, bố mẹ cũng yêu quý các cháu như nhau, không phân biệt cháu nội hay cháu ngoại. Thời gian hai con chung sống với nhau mới chỉ bằng 1/10 cuộc đời hôn nhân của bố mẹ. Quãng đường phía trước của các con còn dài. Bố mẹ mong các con cứ duy trì tình yêu thương, tôn trọng nhau đến tận cuối đời. Bố đã đọc được một câu: nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung dài lâu, chúng ta phải học cách hy sinh và tha thứ. Bố muốn con hãy cùng mẹ xóa đi những quan niệm cũ về nàng dâu mẹ chồng. Hãy vừa tôn trọng mẹ, vừa coi mẹ là người bạn tâm giao, để con có thể chia sẻ những buồn vui. Tất nhiên, khoảng cách thế hệ đôi khi cũng gây ra những bất đồng nho nhỏ. Lúc đó con hãy cởi mở và lắng nghe, bởi vì người đi trước ít nhiều cũng có nhiều kinh nghiệm. Bố mẹ chúc các con sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Nhân đây, con hãy chuyển lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất của bố mẹ đến những người làm chương trình đã cho bố mẹ có cơ hội chia sẻ cùng con vào dịp đầu năm mới này. Trời ơi, bố tuyệt vời quá. Con có một cái lời gì với bố đi. Con nhìn vô cái máy này nè, con nói cho bố với mẹ nghe đi con. Con rất là cảm ơn bố mẹ đã bao dung và thông cảm cho hoàn cảnh của con, luôn yêu thương con như là con gái ạ. Con không muốn nói gì trai, với bố. Trai nói gì với bố. Chú đây còn rất là cảm xúc. Bố con là người tình cảm. Khi mà con cưới vợ ấy, hôn nhân vợ chồng như nào thì bố mẹ con luôn đứng ra để đưa lời khuyên và hàn gắn. Con muốn cảm ơn bố mẹ. Chúc mừng hai vợ chồng nha. Hai vợ chồng đã tìm được một hạnh phúc gần như là tuyệt đối và hoàn hảo. Và rõ ràng qua đây thì chúng ta mới hiểu được rằng hạnh phúc là lựa chọn. Các bạn chọn yêu thương thì chắc chắn các bạn đã chọn được hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn nha. Con xin cảm ơn. Cảm ơn cô. Xin chào. Bây giờ mời hai vợ chồng Son giới thiệu về mình. Vâng, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Mình là Thi Thảo và hiện tại bây giờ thì mình đang có một trung tâm đào tạo MC, kỹ năng nói chuyện trước công chúng, nói chung về kỹ năng mềm. Chào chị Hồng Vân ạ, chào anh Quốc Thuận. Xin chào khán thính giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay. Tôi là Phạm Hoàng Nam, hiện tại đang là trưởng đại diện của hệ thống hỗ trợ pháp lý Cabin Law. Ủa, nhưng mà bây giờ là anh thật sự là anh chưa biết tuổi của hai chồng luôn á. Em năm nay 40 rồi. Dạ, em năm nay 47. Tại sao 40 với 47 mà bây giờ mới gọi là son? Bởi vì là bọn em thực sự là cưới nhau cũng chưa được lâu lắm, mới được gần 7 năm thôi. Hai bạn lần đầu tiên anh Nam gặp Thảo đó là ở đâu? Và hai bạn coi như là quen biết nhau trong trường hợp nào và ấn tượng về nhau ra sao? Vâng, thưa chị Hồng Vân, thưa anh Quốc Thuận cùng quý thính giả, khán giả. Thì cái duyên gặp nhau nó cũng, nó chính xác nói là cái duyên, thật sự là một cái duyên. Thì Thảo thì lúc đó Thảo ở Hà Nội và em thì ở Sài Gòn. Thì Thảo vào đào tạo thì cái buổi đầu gặp nhau thì là một cái buổi mà rất đông người. Gặp nhau thì chỉ mang tính gọi là, tức là xã giao thôi, cũng là công việc, cũng là xã giao. Và cái ấn tượng đầu tiên thì nó cũng bình thường. Nó cũng không phải là gì nó là quá nhiều, nhưng mà cũng một chút ấn tượng. Đó là cái lần đầu tiên. Nhưng mà chỉ trong vòng một tháng sau thôi, có nghĩa là trong vòng một tháng thôi, thì cái ấn tượng nó khác hẳn. Tức là sau một hai lần gặp nó khác hẳn rồi. Thế nhưng mà hôm đấy thì em gặp đối thủ là Thảo.
bắt đầu khi bắt đầu đùa nhau thì bắt đầu Thảo bắt đầu cũng nói qua nói lại. Thế là chỉ có hai người tung hứng trên cái bàn đó thôi. Cả nhóm không ai nói, chỉ có 2 người nói thôi. Và sau khi bắt đầu chỉ khoảng độ 3-4 câu là bắt đầu tất cả mọi người là dường như là mọi người bỏ đũa xuống, bắt đầu mọi người nhìn bọn em xem là bọn em đang nói cái gì. Tại vì là cứ rất là vui, tức là nói qua nói lại rất là vui, nhưng mà thực ra nó rất là sâu sắc và trong đấy nó có nhiều ẩn ý. Rồi cái lời tung qua lời tung lại á, thì nó không phải chỉ đơn giản là một cái lời nói đâu, mà đằng sau nó biết bao nhiêu thứ. Thì nói khoảng độ 10 câu thì em bắt đầu em giật mình, tại sao cái tư duy ngôn ngữ của cô ấy, cái tư duy và những cái lời nói của cô ấy cực kỳ sâu sắc. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì em thua. Em chỉ thua một bàn thôi. Mấy không? Dạ, em thua một bàn không? Thôi chị. Nhưng mà thua một bàn đấy là thua cả đời luôn. Có nghĩa là từ sau đấy không dám cãi qua. Dạ đúng rồi, từ đấy về sau là không bao giờ cãi nhau nữa. Tại vì biết thì cãi là chắc chắn thua. Thua. Tại vì một lần rồi mình biết rồi. Tức là thua một không. Em rất là sung sướng. Thua cái một không đó và thua cả đời luôn. Là cái cảm giác của em ngày hôm đó, em có cảm thấy là đây là cái đối tượng của mình không? Dạ không, tại vì thời gian đó là như này ạ. Thời gian đó bọn em vẫn đang có gia đình. Tụi em vẫn đang có gia đình. Em có gia đình ở ngoài Hà Nội và anh Nam thì có gia đình trong này. Và tụi em không bao giờ có một cái ý định gì là sẽ đến với nhau hay cái gì đâu ạ. Chỉ là trong vấn đề công việc và giao lưu thôi, trong nhóm bạn thôi. Và sau này thì em vẫn coi anh Nam giống như một người anh, một người bạn. Đó, thì ấn tượng với anh Nam cũng không có gì đặc biệt. Tại vì chị Vân và anh Thuận biết một lớp học của em có khi 500 người, 1.000 người. Đàn ông đẹp trai thì cũng không thiếu. Và anh Nam ngày xưa thì em cũng không ấn tượng về độ đẹp trai của anh Nam lắm. Thế nên là lúc đầu tiên thì hầu như không có cái suy nghĩ không gì hết. Không có cái ấn tượng cả. Đúng rồi, nhưng mà đúng là cái duyên nó đưa đẩy và dần dần trở thành bạn. Sau đó là dần dần bọn em mới đến với nhau á. Một cách rất là tự nhiên. Rồi, nhưng mà đến khi mà cả hai bên, Thảo và Nam đều trục trặc về phía bên gia đình của mình. Và khi nào thì các bạn mới phát hiện rằng là người này và người kia là hai người lại hợp với nhau và đi đến cái việc gọi là tìm hiểu nhau và quen nhau? Chắc cái phần này để em chia sẻ với anh Thuận. Lúc đó thì bọn em sau cái buổi gặp nhau á, thì tụi em có làm việc với nhau qua lại và anh Nam cũng học trong một số những khóa đào tạo của em. Thì anh Nam gặp trục trặc thì anh Nam có gọi điện để tâm sự với em. Và giống như cô giáo gỡ rối á. Đúng. Thì lúc đó là tụi em ở xa nhau mà, 2.000 cây số thì em đâu có thời gian nhiều để vào thành phố Hồ Chí Minh đâu. Thì cứ cái điện thoại, anh cứ nhấc điện thoại anh gọi, anh bảo Thảo ơi bây giờ như này anh muốn giải quyết vấn đề. Thế là em lại có thể chia sẻ, đưa ra lời khuyên, lắng nghe. Thế dần dần thì cái thời gian nói chuyện với nhau càng ngày nó càng kéo dài, càng ngày nó càng nhiều hơn. Rồi trong giai đoạn đấy thì anh Nam lại đi ra ngoài. Anh Nam thuê phòng trọ, bắt đầu ly thân và thuê phòng trọ bên ngoài. Thì tụi em vẫn cứ giữ thói quen là gọi điện như thế. Thì đến một ngày tụi em cảm thấy rằng là ví dụ như một ngày mà không gọi thì tụi em sẽ thấy thiếu điều gì đấy. Và em rất là thương anh Nam. Em chia sẻ thật là bắt đầu của em là bằng tình thương. Em nghĩ là một người đàn ông rất là tốt, rất là đạo đức, tại sao lại lựa chọn một cái con đường mà phải đi ra ngoài thuê phòng trọ và để lại tất cả mọi thứ. Tài sản chỉ còn một cái xe Honda vào cái tuổi mà 30 mấy rồi, cũng khá lớn rồi. Thì gần 40 rồi, lúc đấy là 39-40 tuổi rồi thì khá là lớn rồi. Mà tại sao lại dứt áo ra đi như vậy? Và mình cảm thấy rất là thương. Và trong giai đoạn đấy thì em lại ở ngoài Hà Nội. Thì anh Nam lại mời em với cương vị là một người bạn ghé qua nhà bố mẹ chồng để mà nói chuyện hay là đưa một món đồ gì đó anh ấy gửi ạ. Thì khi mà qua thì bố mẹ giật mình bảo không biết là ủa tại sao lại có con gái đến nhà. Tại vì trước giờ thằng Nam là không bao giờ nó có bạn gái đến nhà hết, nó chỉ toàn bạn trai thôi. Thế và ông bà mời ăn trưa thì ông bà lại chuẩn bị toàn đồ nhậu và bia. Em nhớ mãi kỷ niệm là ông bà chuẩn bị cả bia nữa. Thế là em đến nhà bố mẹ chồng là ngồi thì ông bảo thôi bây giờ đằng nào cũng thế rồi, chuẩn bị rồi, cháu có uống được bia không? Thế em thật thà em bảo cháu nhậu được. Thế là em ngồi em nhậu với bố mẹ chồng ngay từ lần đầu tiên sang ấy làm quen. Thế thì khi đó là em mới kể câu chuyện đấy ra. Thế là anh Nam bảo ủa thế chồng em sinh tháng 11 à? Em nói là đúng rồi, chồng em sinh tháng 11. Anh Nam bảo ngày bao nhiêu tháng 11? Mùng 9 tháng 11. Tự nhiên anh há mồm xong anh trợn mắt lên. Anh nhìn em chân chối. Anh bảo năm bao nhiêu? Năm 76. Anh bảo anh mùng 9 tháng 11 năm 75. Có nghĩa là chung như là hơn cùng sinh nhật ngày đó. Sinh nhật cùng ngày sinh nhật luôn, chỉ có khác năm rồi mà khác có một năm thôi. Giật mình, thật sự là em giật mình, tại vì trong cuộc đời em đến lúc đó chưa bao giờ em gặp một người nào trùng ngày sinh, chưa bao giờ luôn, chưa bao giờ biết một người nào trùng ngày sinh. Cho nên là thành ra là đúng là phải đi du lịch đúng cái tháng đó. Bây giờ cũng vậy luôn đúng không? Tới bây giờ là sau đấy cũng thế ạ. Dạ là cứ tháng 11 là cái lời mà tỏ tình của anh á
Sao? Cũng khá là tỏ tình sao? Vô cùng lãng mạn không? Vô cùng đặc biệt luôn. Lãng mạn lắm ạ. Lãng mạn cực kỳ luôn. Em ơi, anh qua gần nửa cuộc đời rồi. Đến giờ phút này thì anh mới đủ dũng cảm để bày tỏ cái tình cảm của anh và mong muốn là gửi cái lời cầu hôn của anh từ trái tim anh đến em. Nhưng mà cùng theo cái lời cầu hôn đấy á, thì anh có một cái khối tài sản rất là lớn muốn chia sẻ với em. Đầu tiên á, là anh có một cái căn bệnh. Căn bệnh đó thì anh có thể chết bất cứ lúc nào. Dạ, tại vì cái bệnh hen suyễn mà chị. Thì, thứ hai nữa là bây giờ anh đang có 2 đứa con và anh phải chăm các con. Kiểu gì anh cũng phải chăm các con. Và các con là cái là thứ tài sản lớn nhất của anh. Và bây giờ còn cái tài sản vật chất thì anh không có gì. Bởi vì tất cả những tài sản anh dành dụng được thì anh để lại hết cho ba mẹ con. Và bây giờ anh chỉ có một thân một mình. Với cái đó, xe máy. Với cái xe máy. Dạ, cái xe máy thì thôi mình không cần tính ạ. Tại vì không, nó tính chứ, phải vẫn tính là tài sản. Thì anh chỉ có như thế thôi. Và bây giờ công việc của anh thì nó cũng không phải là quá tốt. Đó, cho nên là... và anh đang ở cái gọi là cái đúng nghĩa là đáy của cuộc đời. Giờ anh đang muốn hỏi Thảo. Khi Thảo nghe những cái lời tỏ tình đặc biệt từ Nam, thì lúc đó em như thế nào? Thực sự là đến với anh Nam ấy là tình thương. Đầu tiên không phải là yêu mà gọi là rất là thương, rất thương. Và mình cảm giác như một người bạn tri kỷ của mình. Mình có thể chia sẻ và mình cảm thấy mình có thể đem lại niềm vui cho anh ấy. Tại vì tính em, anh Thuận cũng biết là rất là thích chăm lo cho người khác, thích giúp đỡ người khác. Nên lúc đấy gặp anh Nam thì tất nhiên có một cái tình cảm đặc biệt. Nhưng mà nó không xác định là chuyện tình yêu gì đâu mà nghĩ là thương. Thế rồi cái áo cưới gì sao? Câu chuyện cưới cũng vui lắm. Tức là lúc đầu tiên hai đứa bàn với nhau, anh Nam nói em ơi, tiền anh cũng có để cưới. Đây em chia sẻ với anh Thuận luôn là bây giờ không có tiền để cưới. Mà em ở Hà Nội với anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ làm sao cưới kiểu gì đây? Thế thì em nói thôi lần này thì thôi mình cứ coi như bạn bè về nhà làm bạn đời với nhau thôi. Đăng ký kết hôn xong rồi về ở với nhau. Chứ cưới xin làm gì? Thế thì khi mà tâm sự với bố mẹ anh Nam và bên nhà em thì ông bà nói, ông bà nghĩ là sợ em thiệt thòi, sợ anh Nam cũng thiệt thòi nữa. Thế là tự nhiên anh Nam ở trong Sài Gòn là mọi người chuẩn bị hết. Phía nhà em dựng dạp rồi tất cả mọi thứ ở quê, ở Thái Nguyên. Thế còn lại là em cũng bận mà, làm việc hồi đấy phải làm việc để nuôi con nên là bận lắm. Một mình phải lo cho gia đình. Còn lại phía bên nhà anh Nam thì ông bà chuẩn bị sính lễ, anh biết đám hỏi, sính lễ mà nói chung là nó còn hơn cả những đám cưới bình thường, nó to, nhiều, nhiều lắm. Em nhớ là ông bà chuẩn bị kỹ lắm. Thế xong rồi ông bà, em nhớ cầm một cái phong bì to như này này, tiền chứ không có vàng vòng đeo gì hết, rất là thực tế. Xong đưa hơn 10 mấy người một cái xe. 20 mấy. 20 mấy người, nghĩa là họ hàng có bao nhiêu là ông bà đưa hết. Có nghĩa là ông bà thể hiện sự trân trọng. Đấy cũng là một điều mà làm em cho em rất là cảm động. Bố mẹ chồng em, ngày cưới cũng lại trùng với ngày cưới đầu tiên của em cơ. Chọn mà ông bà nhà anh Nam chọn, mà chọn luôn đúng ngày cưới. Đúng ngày cưới của em lần đầu á. Giống như là nhân ảnh chứ. Không hiểu luôn. Thật sự là không hiểu luôn. Thế là đó, thì kéo về xong thì vui lắm. Người bê cháp cũng có chồng có vợ hết rồi. Người nhà anh Nam là toàn người già lớn. Người đỡ cháp thì nhà em cũng có chồng hết rồi. Trai gái gì tùm lum, ai ra đỡ thì đỡ chứ không có dàn bê cháp gì đâu. Xong vào rồi cũng tổ chức mấy mâm rồi mời bạn bè các thứ. Thế bọn em có một cái đám cưới. Em có một cái đám cưới ở quê là ở Thái Nguyên ấy. Rồi ông bà nói thôi, bố mẹ cho con gần này tiền vào Sài Gòn để mà sống với Nam thì trang trải cuộc sống. Nó còn không vòng vàng gì nữa. Với lại xin phép ông bà là cho tôi đón dâu về Hà Nội luôn. Vác lên xe xong là hát đủ kiểu tiến quân ca rồi những cái bài mà ngày xưa ông bà quân đội mà. Nên là ông bà hát nhiều lắm. Trên dọc đường hơn 1 tiếng rưỡi anh nhỉ, gần 2 tiếng. Về đến nhà anh Nam là từ Thái Nguyên về đến nhà anh Nam là mẹ làm quản ca. Xong là tất cả cô dì chú bác là hợp ca. Trời vui quá vậy. Vui lắm mà em được hát thoải mái. Mà ngày xưa em sợ nhất là mình cũng... hát hò rồi nghệ thuật ấy mà về mà bố mẹ chồng không thích thì chết. Thế nhưng mà may quá, thế nào vào đây đúng tủ luôn. Thế là ông bà đứng ra để mà hát hò rồi tổ chức hát hò vui lắm ạ. Thì lúc đấy là đám cưới đầu tiên. Thì khi em đăng cái ảnh mà đám cưới ở Thái Nguyên thì bạn bè em ở Hà Nội nó biết là em sắp đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh cùng với anh Nam rồi. Nó bảo là thế chẳng nhẽ mày đi vào thành phố Hồ Chí Minh mà mày không có cái tiệc để mà chia tay hay sao? Em bảo anh Nam chết rồi anh Nam ơi, kiểu này anh phải bay ra rồi.
chứ em có khoảng tầm 200 đứa nó đang muốn tham dự đám cưới. Tại vì em làm việc thì nhiều lắm, mối quan hệ của em nhiều, 200 người cơ. Bây giờ thôi tổ chức để chia tay mọi người, em cũng có nhiều thứ lưu luyến để cho em một bữa như thế. Tại anh Nam bảo nhưng bây giờ anh không lo được cho em, anh còn công việc ở đây, để một tay em lo hết. Thế là em viết kịch bản, xong là dàn dựng rồi các kiểu, đám cưới rất là vui. Và 200 người đến tham dự thì cũng mặc váy cô dâu đàng hoàng luôn, cưới ở Hà Nội, bố mẹ chồng cũng ra, bố mẹ đẻ cũng lên. Nhưng mà hai bạn là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, bọn em cưới là 2014. Cuối 2014. Cuối 2014, dạ. 7 năm. Gần 7 năm, 7 năm rồi. Dạ. À, 7 năm. Rồi là có ý định là có con chung không? Dạ không ạ. Ngay từ đầu luôn. Ngay từ đầu em thống nhất với nhau. Dạ. Phần này thì hai đứa em cũng nói với bố mẹ hai bên. Em nói là nếu mà cần một sợi dây ràng buộc thì tụi em không cần. Tại vì nếu yêu thương nhau chúng bọn em có thể tạo ra cảm xúc yêu thương về sau này mãi mãi được. Nhưng mà nếu mà đã không hợp thì cũng có chả có cái sợi dây gì mà ràng được. Và thêm nữa thì trai gái đủ rồi. Mình có ba đứa. Không, bên kia là nam. Anh Nam hai rồi, một nữ. Một trai một gái. Một trai một gái. Một trai một gái. Biết tại sao chị hỏi không? Tại vì là cái chuyện tình của hai bạn giống như là những cái cuốn sách, tức là những cái câu chuyện mà ở trong chuyện ngắn hoặc là chuyện dài mà từ ngày xưa đó là những người yêu nhau. Xong cái tình yêu rất là đẹp, nó rất là đầy chất thơ, đầy chất văn ở trong đó. Ngay cả cái đám cưới mà hát tiếng quân ca rồi hát này cái nó rất là lạ luôn. Thế cho nên là giờ rất là ngại ngùng khi mà hỏi cái phần sau. Phần là cái xấu phần mà tật chị. Xấu của nhau đó. Không, chị ơi, em nói thì liệu rằng là anh hay là chị có tật xấu gì hay không? Bây giờ nè, hồi nãy vậy là cái phần best seller của chương trình của chương trình Bởi Vòng Son. Đó. Thôi bây giờ Nam trước đi, tại mình cũng không thấy được cái tật xấu của cái cô gái này. Cứ làm việc với nhau và quen biết với nhau 7 năm rồi, 6-7 năm rồi, cũng không thấy cái tật xấu của này. Vậy bây giờ mình rất muốn Nam khui cái tật xấu của cái cô Thảo này. Dạ, đó. Thế thì cái phần bestseller này sẽ được dẫn dắt theo một hướng hoàn toàn khác. Được không ạ? Dạ. Câu chuyện thì nó chưa phải dừng ở đấy chị ạ. Tức là nếu mà nói tiếp thì bọn em còn rất là nhiều trắc trở. Tại vì là bọn em là con chung. Con riêng, rồi không có chung, rồi bố mẹ nữa. Thì cái chuyện đó nó thực sự là gây đau đầu cho các em và Thảo. Thế thì cái việc mà Thảo là một việc mà em vô cùng gọi là trân trọng. Đó là Thảo là một việc là kết nối con Thảo với em một cách rất là khéo. Có nghĩa là ngày đấy cháu còn bé, cháu mới lớp 1, thì Thảo bắt đầu khi cháu hỏi mẹ những cái việc ấy, thì Thảo mới nói là ôi cái này khó quá, mẹ không biết, nên là có bác này ở Sài Gòn này thì bác sẽ giúp con để trả lời những câu hỏi đó. Và chính vì thế nên là cái tình cảm của em với cháu là rất là gọi là khăng khít. Và đến bây giờ thì gần như là bố con ruột. Có nghĩa là đến bây giờ cháu 15 tuổi nhưng mà chia sẻ với em mọi chuyện luôn. Và ngược lại thì con của em cũng thế. Con của em coi Thảo là một người mà cháu có thể chia sẻ mọi chuyện, và cả hai đứa. Hay quá. Chứ không phải là. Còn với Thảo ấy, khi về gia đình em ấy, thì bây giờ khi về Hà Nội ấy, thì mẹ chồng sẵn sàng, mẹ em ấy, sẵn sàng là sẽ bảo ông là ông ơi, ông đi ra phòng khác đi để tôi nằm với con dâu. Và bao giờ hai mẹ con cũng nói chuyện với nhau đến 4 giờ sáng. Dạ, và lần nào cũng thế, chứ không phải là một lần hay hai lần. Và thế thì theo anh chị thì với một người vợ như thế, với một người vợ mà làm cho cả gia đình mình hạnh phúc, từ bố mẹ mình hạnh phúc, có nghĩa là khi sống với Thảo, cái bệnh của em nó khác hẳn. Bệnh của em nó được cải thiện một cách rõ rệt. Và lúc gặp Thảo thì em lúc đó mới 35, 37. Nhưng mà mọi người đều hỏi là 45 chưa. Và bây giờ ở thời điểm hiện tại bây giờ, mới cách đến mấy ngày thôi, thì có một người mới hỏi là ủa thế anh ơi bây giờ anh ba mấy rồi. Tức là anh chỉ có thể tưởng tượng được rằng là cái cuộc sống nó thay đổi. Và cái mình dạ vâng. Có nghĩa là mình khớp với nhau được mọi chuyện. Và bọn em nói đúng như là bạn tri kỷ. Tri kỷ có nghĩa là mọi chuyện từ chuyện lớn, chuyện bé, chuyện quá khứ, chuyện tương lai đều nói chuyện với nhau hết. Và hợp nhau đến mức mà cảm giác là chả có gì, mình sống bên cạnh một người mà mình cảm thấy là mình không phải che giấu gì hết cả. Mình được là mình chứ không phải là mình phải gồng lên nữa. Và thêm nữa là gì? Là cả Thảo và em bây giờ đều đang tham gia vào việc là đào tạo về kỹ năng mềm. Thì trong kỹ năng mềm đấy thì có một cái môn mà em rất là mê, mà em học hàng ngày luôn đó chị. Đó là việc là đoán tính cách con người qua hành động, qua lời nói. Và Thảo có những cái khóa rất đặc biệt. Chỉ trong vòng 10 giây, 15 giây thôi là Thảo đã nhận biết được cái người đó qua cái giọng đó là tính cách nào.
Dạ. Và cái việc đó em học Thảo hàng ngày. Thế thì khi học được cái tính cách con người thì mình mới biết rằng cái người đối diện với mình là thuộc tính cách nào. Và trong tính cách nào của con người thì cũng sẽ có điểm mạnh và điểm yếu. Khi chúng em học được cái đó với nhau rồi thì mình biết là cái điểm yếu của mình là gì, trong cái nhóm tính cách của mình là gì, mình phải cần cải thiện cái gì. Và mình đầu tiên là mình tự nỗ lực, mình tự nỗ lực mình cải thiện cái gọi là cái điểm yếu của mình, và đồng thời mình đẩy mạnh cái thế mạnh đó lên. Nhưng ngược lại, nhìn sang phía người bạn đời của mình lại khích lệ. Khích lệ bạn. Thế ví dụ như nếu mà nói về tật xấu của Thảo thì có một cái mà cũng chuyện là cũng vui thôi ạ. Có nghĩa là ngày xưa. Ngày xưa đó, khi là mới về với nhau thì Thảo thì thuộc là cái tính là tôi sôi nổi hoạt bát. Sôi nổi là cái người mà rất là hào sảng, rất là làm chủ mọi cuộc chơi, nói rất là giỏi. Hay quên nhưng mà lại dễ tha thứ và bừa bộn một chút. Thế thì cái thói cái buồn cười nhất là khi mà cô ấy về á, thì bao giờ thấy cô ấy phải đá giày dép và sau đấy ào vào: anh ơi anh, hôm nay em có chuyện này, em có chuyện kia, và chia sẻ rất là sẵn vô cả. Dạ đúng rồi không là... cần biết lúc đó là tâm trạng người ta chính như thế nào. Chính xác. Thế thì em thì lại là thuộc tính là cầu toàn, có nghĩa là mọi chuyện nó phải ngăn nắp chu đáo, có nghĩa là bên cái nhà của em là ai mà thay đổi cái gì là em biết luôn. Một nhỏ thôi là biết luôn, là hôm nay ai động cái gì, ai lấy cái gì, hôm nay thiếu cái gì, đủ cái gì, em biết luôn. Mà nhắm mắt là em có thể đi lại từ trên nhà xuống dưới gác lấy được cái gì, không cần phải bật điện. Tính em như thế. Thế nếu như những người mà chưa được rèn luyện, chưa được hiểu thì sẽ cảm thấy vô cùng là khó chịu và chắc chắn là sẽ cãi nhau. Nhưng mà em biết rồi thì em bắt đầu làm một việc rất là đơn giản, đó là em bảo: em ơi em chờ anh một tí nhé, em chạy ra em nhặt đôi giày của vợ em đặt lên giá. Đó thì lúc đầu là Thảo cũng bình thường thôi, cũng kệ. Nhưng mà đến lần thứ ba thì bắt đầu cô thay đổi. Đấy. Anh ơi, để em nhặt giày của em mà. Đấy, và lần thứ tư thì bắt đầu chuẩn bị vung chân. Thì bắt đầu nhớ. Và bắt đầu đặt lên giá. Và sau đó thì Thảo thay đổi như thế này chị ạ. Là lúc đầu khi vào thì bọn em cũng cố gắng rồi được hai bên gia đình hỗ trợ thì mua được cái căn chung cư. Thế nhà hàng xóm thì bắt đầu lại diễn ra y xì như thế. Có nghĩa là giày dép tùm lum hết trước cửa nhà. Wow, anh chị mặc... Đúng rồi, không phải không chỉ anh ơi, không chỉ có cái này còn cao thủ hơn. Là không phải có một hai đôi đâu chị, mà nó phải đến tầm mười mấy đôi. Mà bọn em đi ra đi vào thì bọn em rất là, mình cảm thấy là nó khó chịu nhưng mà không biết làm như nào. Tại vì nhà người ta mà. Thế là bọn em bắt đầu chính Thảo mới bảo là: anh ơi, nhà mình có một cái giá giày dép. Thôi mình không cần nữa, bây giờ mình tặng hàng xóm đi. Thế đầu tiên là nhặt đã. Đúng rồi, nhặt. Mình chạy qua, em rủ anh chạy qua nhặt giày xếp, cho người ta, xếp lại ta. Giày cho người ta. Xong cũng được một hai hôm thấy người ta bắt đầu xếp ngăn nắp hơn. Thế là bắt đầu mới mang cái giá giày để sang người ta thêm. Hay quá. Và xếp giày lên cho người ta. Và anh biết không, là hàng xóm từ đấy về sau là cứ thế đi về đến nhà, mà không phải là một người mà là mười mấy người nhà hàng xóm là đều xếp giày lên giá. Dạ, đấy là một cái cách mà em thấy là rất là hay. Dạ, rất là hiệu quả. Vâng. Và đó là một cái gọi là, nếu mà có thể gọi là tật xấu thì nó là như thế. Như vậy bây giờ chị hỏi em là em còn, nếu vậy thì giờ em mong muốn ở Thảo cái điều gì nữa? Tức là bây giờ Thảo đã quá là hoàn hảo rồi, nhưng mà giờ em mong muốn một cái điều gì ở Thảo nữa? Thực ra thì không có ai hoàn hảo chị. Dạ, cuộc đời này thì không có ai hoàn hảo hết. Nhưng mà chắc chắn Thảo phải có một cái điểm mà anh thì, Nam cần thì, cần phải thì cần bây giờ mong muốn, đó, thế, mong như là Nam mong muốn thay đổi đó, cần thay đổi. Dạ. Thì như em nói với anh chị là cuộc đời này không có ai hoàn hảo cả. Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Nhưng khi trải qua những sóng gió, những thăng trầm rồi và biết trân trọng giá trị của người bên cạnh rồi thì em tự cảm thấy một điều rằng là mình quá may mắn là trong cuộc đời này tìm thấy Thảo. Bởi vì là nó không phải là cuộc sống vợ chồng, mà thực sự nó còn cao hơn thế rất là nhiều. Nó mang tính là bạn tri kỷ, bạn tâm giao. Anh thử tưởng tượng là với một người sống đầu gối thép hàng ngày, hiểu rõ mình từng chân tơ cái tóc. Em kể một câu chuyện này mà mọi người sẽ phải giật mình. Có nghĩa là bọn em đi với nhau trên đường á, nhiều khi hai vợ chồng đi xe máy trên đường á, em chỉ cần liếc đầu qua, em lắc đầu nhẹ một cái là Thảo ngồi đằng sau đã biết là em nhìn cái gì. Có nghĩa là hiểu đến mức như thế. Đó, nhưng mà cái sự hiểu đấy làm cho mình một cái sự thoải mái, bởi vì mình không cần phải giấu gì cả. Còn gì nữa mà giấu đâu. Cuộc sống này, sức khỏe này, con cái này, bố mẹ này, quan điểm sống này, nó trùng nhau đến 80-90% rồi. Và khi sống với nhau nữa thì bọn em có sự rèn luyện, bọn em có sự trau dồi, bọn em có sự mong muốn mình cải thiện, thì bọn em đã thay đổi đó. Và bây giờ có thể nói bây giờ nó là khớp nhau. 100% thì không dám nói, nhưng mà đến 99% là khớp nhau. Nhưng như vậy thì Thảo thay đổi thì nó lại không. Vậy thì thôi đi.
không thay đổi không nữa. Không ổn. Y vậy. Tại đi. Vì nếu mà thay đổi thì có thể là đôi khi lại không hiểu anh. Nó hết khớp. Đúng không? Thôi bây giờ chúng ta bây giờ tới dạ. Thảo. Ừ. Đó. Bây giờ Thảo đi. Anh không nghĩ là Nam thì sao? Em lại là như anh Nam á nha. Nghĩa là không tìm thấy tật xấu ở anh Nam, ở chồng mình. Cũng em cứ nói đi, em cứ nói thoải mái. Chuyện này nó không, bọn em không giấu giếm gì đâu. Bọn em không có giấu giếm gì, thực sự là đây là những cái cảm xúc thật của bọn em đó, cuộc sống vợ chồng á. Nhiều khi tụi em cứ hay tán tỉnh nhau qua lại trên Facebook đấy, anh Thuận thấy đó. Thì mọi người cứ không tin là hai vợ chồng có thể là gắn kết như thế. Em nói là từ hồi em cưới anh Nam đến giờ là chưa cãi nhau một câu nào hết. Mà nhiều khi em cứ ngồi em nhìn anh ấy từ sáng đến tối, em bảo tìm ra cái gì để cãi thử xem cho nó vui. Không tìm được. Tức là không tìm được một cái gì để mà cãi chị ạ. Thì là một người đàn ông hoàn hảo của gia đình rồi. Cũng có thể là như anh Nam nói là tụi em chấp nhận những cái xấu của nhau một cách đương nhiên. Ai cũng có điểm yếu hết. Thế bây giờ là mình nói, em không mong muốn anh Nam thay đổi gì luôn. Hiện tại thì không. Và em có thể nếu có kể thì em kể lại những cái chuỗi ngày xưa thôi, khi mà chưa hiểu nhau thôi. Có thể có những cái xung khắc nhỏ nhỏ gì đó thôi. Chứ còn đến thời điểm hiện nhưng tại mà cái đó là cái chuyện là trước đây rồi. Dạ, đúng là rồi. Chuyện trước đây rồi. Chứ còn đến thời điểm hiện tại thực sự anh Nam là người rất là chỉnh chu. Nghĩa là không có tật xấu luôn. Không có gì hết ạ. Vậy thì có mong muốn anh Nam thay đổi điều gì nữa không? Em không cần anh Nam thay đổi người gì hết anh ạ. Đúng rồi. Cần luôn. Không, dạ. Không, thực ra là như vậy nè. Tụi chị cứ cố gặng hỏi như vậy thôi. Dạ. Nhưng mà tụi chị qua cái cảm nhận của tụi em mà chia sẻ về nhau á, là tụi chị, như nãy chị nói đó, cái cặp của tụi em nó giống như là bước ra từ sách á, bước ra từ truyện á. Dạ, không có nói chị nói nghiêm túc. Ngay cả về cái việc tụi em trùng lắp trong những cái ngày đám sinh nhật nè, ngày cưới, rồi ngày sinh nhật nè, rồi những câu chuyện về ba mẹ đối xử với Thảo như thế nào, rồi là bên con cái tụi em đối với cha gọi là cha nuôi, cha dượng, mẹ dượng, gọi là mẹ kế, mẹ ghẻ đấy, ngày xưa gọi là mẹ ghẻ. Thì là tụi chị có thể cảm nhận được rằng cuộc sống của tụi em á là một cái điều kỳ diệu á, mà không phải là nó là hiếm gặp á. Nó là hiếm gặp nhưng mà là có thật chứ không phải là không có thật. Thành ra là chị với anh Thuận là ngày hôm nay á, giống như là cái người mà được chia sẻ và lấy thêm, góp nhặt thêm những cái kinh nghiệm. Đúng cho rồi. những cái gọi là những cái công việc tiếp theo của tụi chị về sau. Là rõ ràng là có những cái cặp vợ chồng họ đạt được những cái nó gọi là giống như là thượng thừa đó, giống như là mình đi tu mà mình lên cái đỉnh rồi đó. Dạ. Có nghĩa là sao? Cái chuyện vợ chồng đạt đến hạnh phúc, đạt đến đỉnh điểm của hạnh phúc để trở thành những cái người tri kỷ của nhau là có thật. Dạ. Để từ đó có thể tụi chị sẽ rút ra được những cái câu chuyện mà tụi chị khuyên nhủ những cái cặp vợ chồng son. Dạ. Mà khi các bạn còn đang ở trong cái thời điểm mà các bạn cọ sát. Dạ. Để tạo ra những cái gọi là hòa hợp được với nhau đó. Đó thì sẽ có thêm kinh nghiệm. Dạ. Cho nên là rất là cảm ơn tụi em. Dạ. Là ngày hôm nay là tụi em đã đến tham gia với chương trình. Ừ. Và chắc chắn là sau chương trình này chị sẽ xin số điện thoại của Thảo. Ừ. Như là của Nam để mà mình phải chúc em cho luôn. Mình có thể gặp nhau ở những cái không phải là trong chương trình này nữa mà bên ngoài để mình tạo lan tỏa được những cái năng lượng tích cực cho nhau.